Đó là một buổi sáng đẹp trời ở Hollywood. Người đại diện đang mải mê nói chuyện trên chiếc điện thoại di động trong khi chiếc limousine của hắn ta chạy tới văn phòng. Hắn ta tự coi mình là một tay chơi quyền lực trong thị trấn này, nơi hình tượng bản thân là tất cả mọi thứ. Vì vậy, hắn ta chả bao giờ từ bỏ việc tám cả ngày trên cái điện thoại của mình. Việc này khiến hắn ta mang một vầng hào quang về tầm quan trọng của bản thân. Đó là yếu tố then chốt trong sự nghiệp của hắn ta. Đây là thứ được quyết định bởi suy nghĩ của người khác về bạn, chứ không phải dựa vào thực lực của bản thân bạn. Hắn ta bước ra khỏi chiếc limousine của mình, miễn cưỡng ra hiệu tài xế mang xe cất vào gara. Nhưng miệng hắn ta vẫn chưa ngừng nói: "Cưng à, cưng ơi, anh đã bảo về giám đốc đó rồi mà." Hắn nói, và hầu như không thèm đếm xỉa rằng mình vừa quẹt ngang vào người giao hàng, đi tới khi hắn lướt qua cửa tòa nhà, vào văn phòng của mình. "Nếu lão ta muốn bạn tham gia vào bộ phim tiếp theo của lão, thì lão sẽ phải cưng phụng cưng như một ngôi sao. Tất nhiên, anh đây bảo rồi, anh sẽ chống lưng cho cưng phải không nào? Anh yêu cưng à, mà chờ một chút, anh phải nhận một cuộc gọi khác." Người đại diện hạ kính râm của mình xuống để nhìn rõ danh tính của người gọi, rồi lập tức tươi cười, là khách hàng yêu thích của hắn ta đang gọi. Hắn ta chuyển đường dây nhanh gọn chỉ với một cái vút tay đầy chuyên nghiệp, rồi ngay lập tức tiếp chuyện với khách hàng mới này, như thể hắn ta chưa từng cắt đứt cuộc trò chuyện nào cả. Sự thật là người quản lý này đang vật lộn để tồn tại trong vùng biển cá mập đầy rẫy nguy hiểm ở Hollywood. Hắn ta đang mất dần khách hàng của mình bởi vì hắn ta thực sự không giỏi lắm trong việc thỏa thuận. Khả năng nói nhanh lê lịa của hắn ta thực sự chỉ giỏi thuyết phục những diễn viên trẻ ngây thơ vừa mới đến thị trấn rằng hắn ta là kẻ nổi tiếng, rằng hắn ta có những mối quan hệ có thể đưa họ vào các bộ phim. Nhưng sự thật là hắn ta cũng chẳng phải cái gì to tát, ngoại trừ là một kẻ vụ lợi ích kỷ. Hắn tự tin rằng mọi thứ sẽ sớm thay đổi. Sự nghiệp của hắn đang sắp bước đến đỉnh cao vì diễn viên mà hắn ta đang nói chuyện lúc này là một món hàng hấp dẫn trong thị trấn. Và ai sẽ là kẻ được hưởng những khoản lợi nhuận khổng lồ từ cậu ta? Chính là kẻ đại diện thông thái này đây, người đã tóm lấy cậu ta ngay từ bước chân đầu tiên của cậu ta tới thị trấn này. Khi hắn mở cửa văn phòng bên ngoài của mình, như hắn vẫn thường làm, chả hề để ý đến thư ký của mình, người đang chăm chú ghi chép lại các cuộc họp của ngày hôm qua để người đại diện có thể xem xét chúng sau này. Nhưng dù vậy, cô ấy vẫn co rúm lại khi cô bắt gặp ánh mắt từ người đại diện. Có nhiều người cho rằng cách tốt nhất để đánh giá tính cách của một người là thông qua cách họ đối xử với nhân viên, chứ không phải là theo cách mà họ xử sự với bạn bè. Và nếu như mối quan hệ của người đại diện với thư ký của hắn ta có bất kỳ dấu hiệu nào, thì nó cũng chỉ đang chỉ ra rằng người đại diện cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Cô ấy đã quen với việc bị mắng mỏ, dù là với những sai lầm nhỏ nhất hay thậm chí không phải lỗi của bản thân, đến mức cô ấy bắt đầu toát mồ hôi và run lẩy bẩy ngay khi nhìn thấy người chủ độc đoán bước tới. Cô khẽ thở phào một hơi khi người đại diện đi ngang qua cô mà không nói một lời. Nhưng cô ấy mừng hơi sớm rồi. Trước khi người đại diện bước vào văn phòng, khách hàng đã dội cho hắn ta một quả bóng chí mạng. "Cái gì cơ?" người đại diện nói, đứng chết sững giữa đường, và mặt hắn ta bắt đầu biến sắc. "Cậu bỏ tôi sao? Đi ký hợp đồng với một người đại diện khác?" "Thôi nào cưng ơi, em không thể làm thế với anh. Anh cần em. Ý anh là anh sẽ biến em thành một minh tinh màn bạc. Em không thể làm thế với tôi." Người đại diện nổi khùng, hắn gào thét điên dại và thẳng tay ném chiếc điện thoại vào tường trong cơn giận dữ bất lực. Chiếc điện thoại di động vỡ thành hàng triệu mảnh, các mảnh vỡ của vỏ và các vi chip bị bẻ cong rơi xuống thảm. Hắn ta gầm gừ quay về hướng nữ thư ký, rồi chia ngón tay buộc tội về phía cô ấy. "Cô đã nói cái quái gì với tên kia?" hắn ta gào lên. "Là cô đã tiết lộ về việc nó sẽ nhận được tỷ lệ hoa hồng cao hơn khi làm việc với người đại diện khác phải không? Chính là cô, phải không? Tôi luôn nhắc nhở cô đừng bép xép với khách hàng của chúng ta, nhưng cô không thể câm cái miệng rộng của mình lại à?" Nữ thư ký lắp bắp bào chữa cho bản thân. Nhưng cô ấy quá lo lắng. Trước khi cô có thể giải thích bất cứ điều gì, thì người đại diện đã quay lưng rời đi với vẻ tức giận khủng khiếp. "Tôi cần một tách cà phê để giải quyết chuyện này." Hắn ta cau nhau tháo chiếc kính râm cực kỳ thời trang và xoa trán trong sự thất vọng. "Khi tôi trở về, tốt hơn hết là đống lộn xộn đó nên được dọn sạch sẽ đi. Vãi khiến bản thân cô trở nên hữu dụng một lần xem nào. Và nhớ, thay một chiếc điện thoại khác cho tôi." Thư ký không dám chậm trễ, lập tức lấy ra chiếc hốt rác và chiếc chổi để dọn dẹp tàn tích của chiếc điện thoại. Cô ấy biết sếp mình cảm thấy tồi tệ đến thế nào, và cô lo ngại rằng khi cô ta quay về thì tâm trạng cũng chẳng tốt đẹp hơn được là bao nhiêu. Và sau đó, ông ta có thể sẽ hét vào mặt cô ấy thêm lần nữa. Cô ấy biết mình cần phải nhanh lên, vì người đại diện sẽ không đi lâu đâu. Và mặc dù rõ ràng là hoàn toàn lố bịch khi nghĩ về việc tìm mua một chiếc điện thoại di động mới chỉ sau vài phút, nhưng cô ấy chắc chắn rằng ông chủ sẽ vẫn chuốt mọi bực dọc lên người mình thôi. Chỉ một lát sau, người đại diện đã quay lại, vẫn đang cầu nhau và nhéo chặt ly cà phê nóng hổi trong tay. Hắn ta quắc mắt nhìn cô ấy qua chiếc kính râm. "Cô vẫn còn đang quét nhà. Chú ơi,
cô quá lề mề rồi đấy. Và cô đã kiếm ra điện thoại mới cho tôi chưa? Tôi sẽ làm việc kiểu gì nếu như khách hàng không thể liên hệ được với tôi? Cô thư ký há miệng muốn trả lời, nhưng trước khi cô kịp nói gì thì họ đã bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Cả người đại diện và thư ký đều quay sang nhìn vào nguồn gốc của tiếng ồn. Ở đó, trên mép bàn thư ký là một chiếc điện thoại không dây kiểu cũ. Nó trông không giống bất cứ mẫu điện thoại hiện đại bóng bẩy nào đã được bán trong các cửa hàng thời nay, mà trông giống như là một thứ còn sót lại từ đầu những năm 2000. Thứ công nghệ lạc hậu đến nỗi chắc cũng chỉ là một chiếc điện thoại quay số thôi. Người đại diện chế nhạo. Đó là điều tốt nhất cô có thể làm sao? Thứ đồ của lỗ sĩ đấy à? Tôi sẽ không sử dụng điện thoại không dây. Tôi đã nói tôi muốn có một chiếc điện thoại di động cơ mà. Cô đang làm trò hề gì ở đây vậy? Nữ thư ký không biết phải nói gì. Cô ấy không mua chiếc điện thoại đó. Cô ấy khá chắc chắn. Thực tế cô ấy chưa bao giờ thấy chiếc điện thoại này trước đây. Nhân viên bảo trì chắc đã phải thay điện thoại của cô ấy đêm qua. Và cô ấy đã không để ý vì hôm nay họ không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào. Nhưng khoan đã, cô ấy thấy rằng chiếc điện thoại màu đen thông thường của mình vẫn còn trên bàn cơ mà. Trong trường hợp này, có lẽ điện thoại mới là dành cho sếp của cô ấy. Nào, cô không trả lời sao? Người đại diện mỉa mai, trong khi chiếc điện thoại vẫn đang reo. Vâng, vâng, thưa ngài. Thư ký lo lắng nói. Cô ấy cầm lấy điện thoại và nhấc máy lên. Cô lờ mờ nhận ra rằng có gì đó sai sai. Khi cô cầm chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt của cô ngẫu nhiên chạy dọc theo các đường viền của điện thoại. Lưu ý rằng các đường nối của điện thoại dường như được hàn lại với nhau. Sao thế nhỉ? Thật kỳ quặc, nhưng cô không có thời gian để trăn trở về điều này. Ông chủ đang nhìn chằm chằm cô, nên cô phải trả lời điện thoại nhanh chóng. Cô đưa ống nghe lên tai, trong khi người đại diện quan sát và cười nhăn nhở. Hắn ta mong chờ được nghe thấy sự sầu não của khách hàng khi mà chẳng còn được người đại diện này chú ý đến nữa. Cô thư ký giới thiệu bản thân và nêu tên của công ty quản lý tài năng. Tôi có thể giúp gì cho bạn? Cô ấy hỏi. Rồi gương mặt cô ấy nhanh chóng trở nên tái nhợt và run rẩy. Những giọt nước mắt đọng lại trong hốc mắt cô. Cái gì vậy? Ai đang gọi thế? Cô rớt nước mắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi trời ơi, bạn đang, đó là... Người đại diện nhớn mày hoài nghi. Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Đây có phải là một trò chơi khăm? Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại rất lớn. Hắn ta không thể nói rõ ràng, nhưng dường như có ai đó đang gào hét cuồng loạn. Hắn ta có thể nghe thấy những tiếng động lớn khác phát ra từ đầu dây bên kia. Tiếng va chạm, tiếng la hét và một tiếng rì rầm rất lớn, nghe giống như tiếng quay của một chiếc cưa máy. Trong khi đó, những gì cô thư ký nghe được làm cô ta lạnh toát sống lưng. Đầu dây bên kia là tiếng la hét và kinh hoàng. Đó là giọng của một người phụ nữ, nhưng khá khó nghe, do âm thanh của cô ta đã bị những tiếng ồn phía sau lấn át. Nữ thư ký nghe thấy tiếng gầm rú ghê rợn của máy móc và tiếng lách tách quần lửa. Chuyện gì thế này? Họ đã tra tấn chúng tôi. Người phụ nữ trong điện thoại gào khóc với giọng vỡ vụn, rồi hạ xuống thành những tiếng khóc nức nở điên cuồng. Làm ơn, cô phải làm gì đó đi. Cô phải cứu chúng tôi. Ôi trời ơi, chúng tới rồi. Làm ơn, cứu. Cô thư ký không nghĩ nổi gì nữa, nhưng cô có khẳng định nỗi kinh hoàng thực sự trong giọng nói của người phụ nữ. Cô thư ký có thể nghe thấy tiếng gào thét và la hét phía sau cô ta. Và rồi tâm trí cô ngay lập tức tràn ngập những hình ảnh về những loại giày vò khủng khiếp nhất. Cô ấy nghĩ về những nạn nhân vô tội bị tàn sát bằng súng máy, hoặc bị thắt cổ bằng dây kẽm gai, hay thậm chí phải chịu đựng những thiết bị tra tấn thời trung cổ bí ẩn nhất như giá treo hoặc bánh xe hành hình. Cô ấy tưởng tượng cả một tòa nhà xây nên chỉ để dành riêng cho việc tra tấn vô nghĩa đối với các nạn nhân vô tội, chả vì mục đích nào khác ngoại trừ việc thỏa mãn thói tò mò bệnh hoạn của bản thân. Những kẻ tra tấn điên dại. Cô lắc đầu, cố xua đi một cách tuyệt vọng những hình ảnh khủng khiếp ám ảnh tâm trí mình. Tôi xin lỗi, cô đang ở đâu? Thư ký nói vội vã. Cô mò mẫm tại ngăn kéo bàn mình, kéo nó ra và trong tuyệt vọng tìm kiếm giấy bút, hy vọng rằng người phụ nữ đang hoảng loạn ở đầu dây bên kia của điện thoại có thể vẫn còn sót lại chút tỉnh táo để nói cho cô một địa chỉ. Có lẽ nếu cô ấy có thể tìm ra hiện trường vụ việc, cô ấy có thể gọi 911 và bảo họ gửi cảnh sát đến để điều tra. Theo những gì cô nghe được thì họ có lẽ cũng cần phải gửi thêm một số nhân viên y tế. Và mặc dù cô ghét để nghĩ đến điều này, nhưng chắc hẳn là phải cần đến vài chiếc xe tang nữa. Ngón tay đụng trúng cây bút và rồi cô kéo nó ra từ ngăn kéo. Cô kẹp điện thoại giữa cằm và vai, rồi cầm lấy một mẩu giấy, sẵn sàng viết ra bất kỳ thông tin nào mà cô nghe được. Lúc này, ông sếp của cô ấy lại đang nhìn chằm chằm và nhếch mép nở nụ cười tự mãn và thích thú. Hắn rõ ràng nghĩ rằng thư ký ngốc nghếch của mình đang làm trò lố rồi, nhưng đó là vì hắn ta không thể nghe thấy giọng nói của người phụ nữ. Hắn không thể biết được sự kinh hoàng của cô ta khủng khiếp cỡ nào. Làm ơn, hãy cho tôi biết cô đang ở đâu. Nữ thư ký khẩn thiết, ngón tay của cô run rẩy đến nỗi cây bút để lại một dòng chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy. Nhưng giọng nói ở đầu bên kia của điện thoại bây giờ hầu như không còn mạch lạc nữa. Tất cả ngôn từ giờ hóa thành tiếng thét dài, bộc lộ ra sự khủng hoảng tuyệt đối. Được rồi, vậy đã đủ rồi.
người đại diện nói, bắt chéo tay qua cằm và bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc và rõ ràng về nữ thư ký đang run rẩy. Cô nghĩ thứ này sẽ gây được sự ấn tượng đối với tôi sao? Mấy vở kịch tiểu học tôi từng xem còn có diễn xuất tốt hơn cô đấy. Đương nhiên, hắn sẽ lập tức liên tưởng đến điều này. Dù sao thì đây là Hollywood, ai lại chả mang mộng tưởng Hollywood chứ? Về một ngày mà bạn được xuất hiện trong một bộ phim. Ban ngày, mỗi người có thể làm bồi bàn hay tài xế xe buýt. Nhưng vào ban đêm, họ sẽ là những diễn viên thoái chí thôi. Vì vậy, mặc dù thư ký của ông chưa từng thể hiện bất kỳ sự quan tâm nào đến việc trở thành một minh tinh màn bạc, ông ta vẫn tất nhiên mà nghi ngờ rằng đây là một sự giả dựng công phu để thuyết phục hắn ta về tài năng diễn xuất của cô. Cô quay lại nhìn hắn, và chỉ một cái nhìn vào khuôn mặt tái nhợt này cũng đủ để thuyết phục hắn rằng chẳng có diễn xuất gì ở đây cả. Mặt cô trắng bệch và cơ thể thì run rẩy như một chiếc lá trong gió. Đơn giản có thể nhận ra rằng cô ấy sẽ ngất xỉu ngay tại đây vì sợ hãi mất. Bây giờ sự khó chịu tự mãn của người đại diện chuyển thành tức giận. Dù rằng có thể thư ký của hắn ta không cố ý lừa hắn ta, nhưng kẻ gọi đến thì chắc chắn là đang làm vậy rồi. Đây chắc chắn là một cuộc gọi chơi khăm. Và ở Hollywood, hắn chắc chỉ có duy nhất nữ thư ký là đủ ngu ngốc để tin tưởng vào điều đó. Có ai đó đang gặp nạn. Người thư ký khóc nức nở rồi buông điện thoại xuống khỏi tai. Cô ấy nói rằng họ đang bị tra tấn, chúng ta cần phải tìm sự giúp đỡ cho họ. Người đại diện trợn tròn mắt. Tất nhiên đó chỉ là một trò đùa mà thôi. Hắn ta không thể tin rằng thư ký ngu ngốc của mình lại thực sự coi trọng điều này. Bé con, có rất nhiều điều về Hollywood mà cô cần học đấy. Hắn búng ngón tay vào mặt cô. Rõ ràng chỉ là một tên đều cáng ngẫu nhiên nào đó đang cố lừa cô. Đưa điện thoại đây, búp bê. Để đấy tôi lo. Nó không phải là giả. Cô thư ký làm nhảm như trong cơn mê sảng. Tôi chắc chắn mà. Nó là thật. Cô do dự rồi vì những nỗi sợ vô lý do. Đến cô cũng không thể miêu tả mà đưa tay tắt điện thoại. Người đại diện gằn giọng khó chịu, giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô ta. Ở đây không có gì là thật cả, nhóc ạ. Tất cả chỉ là mấy trò lừa đảo thôi. Có lẽ nếu cô không quá ngu ngốc thì đã nhận ra điều đó rồi đấy. Cô thư ký quay đi vì bị sự sỉ nhục tàn phá. Cô vùi mặt mình vào bàn tay. Trong khi đó, người đại diện giữ điện thoại bên tai. Nghe này thằng rác rưởi, tao không biết mày đang nghĩ mày là cái thá gì, nhưng tao là vấn đề lớn đấy. Lời nói của hắn đột nhiên bị cắt ngang. Và nữ thư ký lúc này vẫn đang quay lưng khi nghe thấy tiếng cốc cà phê bằng bìa cứng đổ trên sàn. Không thấy người đại diện đâu cả. Giống như hắn đột nhiên biến mất trong chốc lát. Cô chớp mắt vì ngạc nhiên và bối rối. Chuyện xảy ra quá đột ngột, quá vô lý để cho rằng người đại diện đã bước ra ngoài mà cô ấy không biết. Chiếc cốc cà phê rơi trên sàn nhà như một bằng chứng lạnh lẽo rằng có điều gì đó bất thường đã xảy ra với hắn ta. Một thứ khác bị rơi, lại lẳng lặng nằm trong vũng cà phê đang ngày càng loang ra. Đó là chiếc điện thoại bí ẩn. Cô nhìn chằm chằm nó với sự nghi hoặc, tự hỏi làm thế nào mà chiếc điện thoại kỳ lạ này lại có thể chịu trách nhiệm cho tình huống điên rồ vừa rồi xảy ra chứ. Và sau đó, ngay khi cô đang chăm chú suy xét để hiểu những gì vừa xảy ra, điện thoại ngay lập tức bắt đầu đổ chuông lần nữa. Đối với hầu hết chúng ta, trả lời điện thoại reo gần như là một phản ứng bản năng. Nhưng có vài ngoại lệ, giả dụ như tình huống cho thấy đôi khi chúng ta nên kháng cự lại sự thôi thúc đó, lại là một ý kiến hay. Sau tất cả, bạn không thể nghi ngờ được ai đó có thể đang ở đầu dây bên kia. Tuy rằng thông thường thì hậu quả tồi tệ nhất mà bạn phải đối mặt chỉ là chịu đựng việc tiêu tốn thời gian và những cuộc gọi dài dòng và nhàm chán về bảo hiểm nhân thọ hay những lời kêu gọi quyên góp chính trị. Câu chuyện này cho thấy rằng có một số thứ thực sự tồi tệ hơn những cuộc gọi rác. Thay vào đó, thứ bạn phải nhận có lẽ là cuộc gọi từ SCP-145. Trong hầu hết các trường hợp, SCP-145 dường như là một điện thoại cầm tay không dây tiêu chuẩn năm 2002 của thương hiệu Alcatel, được đặt trên đế sạc tiêu chuẩn. Đế sạc đã bị bong, đầu và rác cắm được bịt kín bằng keo nhựa và đầu vào nguồn điện cho thiết bị đã bị xé toạc bằng dụng cụ sắc nhọn. Tất cả các nhãn hiệu và nhãn dán của điện thoại đều đã bị xé rách. Vì vậy, số seri và những ngày sản xuất của nó là không rõ. Những điểm này không phải là điều đáng lưu tâm. Điện thoại đổ chuông liên tục, đổ chuông bất chấp mọi nỗ lực ngăn cản nó mới là điều làm cho SCP-145 trở nên bất thường. Ngay cả việc tháo pin điện thoại và tháo đế đều không gây bất cứ ảnh hưởng gì đến việc đổ chuông liên tục của SCP-145. Điều duy nhất có thể ngăn tiếng chuông là trả lời điện thoại. Nhưng các đặc vụ của tổ chức SCP đã sớm biết trả lời điện thoại là điều sau cùng mà bạn muốn làm khi SCP-145 xuất hiện. Các đặc vụ được chỉ định để tương tác với SCP-145 phải luôn làm việc theo cặp vì lý do an toàn then chốt. Bởi vì nếu một người tiếp máy SCP-145 mà không được chứng kiến trực tiếp bởi một người khác thì người tiếp máy sẽ ngay lập tức biến mất. Hiện chưa rõ SCP-145 làm cho nạn nhân biến mất như thế nào. Video ghi lại sự biến mất không cung cấp bất kỳ sự rõ ràng nào.
chỉ cho thấy nạn nhân ở đó trong một khung hình và biến mất trong khung hình tiếp theo. Tuy nhiên, nếu một người trả lời điện thoại trong khi bị quan sát bởi một người khác, họ sẽ không biến mất và có thể thực sự có một cuộc trò chuyện với bất cứ ai đang gọi. Dù người ở đầu dây bên kia của điện thoại sẽ thay đổi lần lượt theo các cuộc gọi, nhưng có một điểm bất biến rằng đó luôn là giọng nữ của những người khác nhau. Giọng nói này sẽ cầu xin sự giúp đỡ với giọng điệu hoảng loạn, trong khi những âm thanh của bạo lực và tra tấn phát ra từ phía sau. Các phương pháp tra tấn thì việc đánh giá từ lời nói của người gọi và âm thanh trong nền bao gồm đốt bằng sắt nung, điện giật, xé rách và nhiều hành vi bạo lực khủng khiếp khác. Hiện vẫn chưa rõ giọng nói đó được gọi đến từ đâu hoặc ai chịu trách nhiệm cho những cuộc tra tấn khủng khiếp xảy ra tại địa điểm đó. Nhưng các cuộc trò chuyện bằng giọng nói qua điện thoại đã đưa ra những manh mối rùng rợn về số phận của những người đã biến mất sau khi trả lời SCP-145 mà không có sự giám sát. Có vẻ như những cá nhân biến mất đó được vận chuyển đến các địa điểm vốn là nơi bắt nguồn các cuộc điện thoại và rồi họ bị thêm vào danh sách các nạn nhân bị tra tấn dưới bàn tay của những kẻ thủ ác vô danh. Những người gọi dường như không bị điều khiển và hoàn toàn có tri giác. Cho đến nay, các nỗ lực truy tìm cuộc gọi hoặc truy tìm vị trí của những người bị gọi hoặc truy tìm vị trí của những người gọi bị tra tấn đã được chứng minh là không thể thành công. Các nỗ lực để ngăn chặn tín hiệu của điện thoại với việc sử dụng lồng Faraday cũng đã không thành công. Vì SCP-145 hầu như chỉ là một điện thoại, nó đã được đưa vào lớp đối tượng Euclid. Vì vị trí của các nạn nhân của SCP-145 hiện chưa được biết, cách duy nhất để đi đến nó là đi vào danh sách các nạn nhân bằng cách sử dụng SCP-145. Hiện tại, tổ chức tiến hành nghiên cứu về SCP-145 bằng cách sử dụng các nhóm gồm 3 người, một nhân sự cấp D, một kỹ thuật viên âm thanh cấp 2 trên 145 và một nhân viên an ninh cấp 3. Chỉ có nhân sự cấp D mới được phép thực sự lắng nghe SCP-145, vì nếu thất bại, việc tiếp xúc với sự truyền dẫn của SCP-145 mà không có sự giám sát sẽ khiến người tiếp máy biến mất và gia tăng số lượng nạn nhân bị tra tấn trong danh sách của SCP-145. Lắng nghe những lời cầu xin của các nạn nhân SCP-145 là một trải nghiệm thú vị đối với ngay cả những nhà nghiên cứu chán trường nhất. Vì vậy mà tổ chức đã được di chuyển để cố gắng thực hiện một số nỗ lực cứu hộ, ngay cả khi đó không phải là những kế hoạch tối ưu, nhưng vẫn chưa có nỗ lực nào trong số này thành công. Trong một trường hợp, một nhân sự cấp D có nhiệm vụ trả lời SCP-145 đã được cấp một thiết bị định vị GPS với hy vọng rằng nó có thể cung cấp cho các đặc vụ của tổ chức về manh mối địa điểm của các nạn nhân bị bắt nhốt. Thiết bị GPS này đã không hoạt động khi nạn nhân mất tích. Trong một lần khác, một nhà nghiên cứu đã trang bị cho nhân sự cấp D cả một thiết bị GPS và một con dao chiến đấu quân sự. Một lần nữa, thiết bị GPS vẫn không hoạt động và các cuộc gọi tiếp theo của SCP-145 dường như cho thấy nhân sự cấp D này đã cố gắng và thất bại trong việc sử dụng con dao để phòng thủ. Nỗ lực cứu hộ thứ 3 liên quan đến việc trang bị cho nhân sự cấp D cả vest Kevlar và súng ngắn bán tự động 9mm. Cuộc gọi tiếp sau của SCP-145 đã nghe thấy âm thanh của tiếng súng. Sau đó là những âm thanh thể hiện sự đau đớn của nhân sự cấp D đã biến mất này, cho thấy rằng có lẽ những kẻ tấn công không rõ danh tính đã cố gắng vô hiệu hóa và chống lại nhân sự cấp D bằng chính vũ khí của anh ta. Trong nỗ lực giải cứu cuối cùng, các nhà nghiên cứu nghĩ rằng có thể chất nổ sẽ hữu dụng để tấn công những kẻ tra tấn bí ẩn và tiết lộ vị trí của địa điểm tra tấn. Nếu không có gì ngoài dự tính, một vụ nổ bí ẩn lớn sẽ có thể xuất hiện trên các công cụ máy ghi địa chấn hoặc thậm chí trong các báo cáo tin tức địa phương. Các nhà nghiên cứu đã trang bị cho một nhân viên cấp D 1kg chất nổ C4 được giấu trong một bộ tiếp tế. Kíp chất nổ được gắn vào một bộ kích hoạt từ xa với độ trễ 30 giây và được kích hoạt trước khi tương tác với SCP-145. Dù kết quả của cuộc thí nghiệm này hiện đang bí mật, nhưng liên quan đến việc nhiều cá nhân đã bị mất tích. Vì vậy có thể đủ để nói rằng đây không phải là thành công lớn như các nhân viên của tổ chức hằng mong đợi. Sau sự cố này, tất cả các thử nghiệm tiếp theo trên SCP-145 đã bị đình chỉ. SCP-145 là gì và tại sao nó được tạo ra? Một bộ óc tài tình và tàn nhẫn đã nghĩ ra một thứ xảo quyệt như thế này chỉ để giày vò những người ngẫu nhiên một cách vô nghĩa như thế. Các nhà nghiên cứu vẫn chưa biết câu trả lời, mà chỉ biết rằng SCP-145 có thể là bằng chứng cho sự tàn ác vô biên của con người, bởi có thể nó thậm chí thực sự là một sản phẩm của một bộ óc nhân loại. Bây giờ, hãy xem thêm một mục khác từ hồ sơ của tiến sĩ Bob, nghĩa SCP-92, một câu chuyện khác về một thứ công nghệ tà ác. Và hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các con lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.